mila và sarah là bạn thân nhất của nhau cả hai đều thích đọc sách sarah còn giúp mila tưới hoa một ngày nọ khi đang tưới hoa sarah thấy một bông thược dược tuyệt đẹp cô bé liền ngắt nó và đưa lên mũi người mila tức giận hỏi sao cậu lại ngắt hoa của tớ sarah đáp tớ muốn nhìn kỹ hơn và ngửi mùi thơm của nó một người bạn thật sự sẽ không ngắt hoa của tớ mila giận dữ nói một người bạn thật sự sẽ không tức giận chỉ vì một bông hoa nhỏ sarah đáp lại cậu về đi mila nói và sarah liền bỏ đi sao sarah lại bỏ đi thế ben hỏi Mila nói. Cậu ấy đã ngắt bông hoa to nhất, đẹp nhất của em. Ben nói. Em đúng đấy, Mila. Sarah không phải là một người bạn tốt. Nó luôn luôn chúi mũi vào sách. Anh đừng nói như vậy về Sarah. Mila hét lên. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là đã ngắt một bông hoa nhỏ. Sarah là bạn thân nhất của em. Mila nói, rồi chạy theo Sarah, bỏ lại Ben đang mỉm cười với ý đồ của mình. Sarah nghe thấy Mila thở hổn hển phía sau mình. Ô, Mila à! Sarah nói, tớ không nên ngắt hoa của cậu khi chưa được phép. Tớ xin lỗi. Tớ cũng không nên giận dữ như vậy. Mila nói, đó chỉ là một bông hoa còn cậu là bạn thân nhất của tớ sarah mỉm cười cậu cũng là bạn thân nhất của tớ mila à mình đừng bao giờ giận nhau nữa nhé nhờ ben mà mila và sarah đã học được một bài học về sự tha thứ và tôn trọng lẫn nhau